Hello Michu. Ê, sao hôm nay mọi người ai cũng mang khẩu trang đàng hoàng quá vậy? Trời, anh dịch tới nơi giờ tụi em phải biết bảo vệ bản thân chứ. Ok, thấy cũng hợp lý á, cũng đúng á. Mọi người nhớ bảo vệ bản thân nha. Đó không được. Ê, hình như hôm nay tao thấy tụi mình hơi xa cách á. Chắc là do tao nghĩ á, là hồi giờ anh em mình nói chuyện á, là không có đeo khẩu trang, thấy mặt nhau hết. Mà hôm nay tụi bay cứ che khẩu trang lại, tao không thấy mặt tụi bay, tao nhớ tụi bay nên tao cứ ngại ngại sao á. Tụi mình chơi với nhau hơn mười mấy năm rồi, anh em cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu gian khó, để rồi bây giờ để cái khẩu trang ngăn cách mình hả? Dạ, mày tin đâu không? Tin. Mày tin đâu không? Tin. Chú tin anh không? Tin. Giờ đếm 1, 3, tháo khẩu trang xuống nha. Mãi là anh em. Mãi là anh em. 3, 2, 1. Ủa, tụi bay làm gì đứng ngay vậy? Mày thấy thằng đó không? Thằng đó là F15 cho công ty mình đó. Ủa, F15 luôn hả? Ủa mà sao F15 kỳ thị dữ vậy? Trời ơi, hôm qua tao lỡ nói chuyện với nó nên giờ thành F16 rồi nè. Ủa khoan, anh nói chuyện gì là em F17 hả? Oh shit. Ôi vậy là tao F18 luôn. Oh shit. Ê, mày không được kỳ thị bạn như vậy. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát hết. Mày phải tin tưởng, mày phải cầu nguyện. Tội tao nè. Brother, dù không sợ mi hả brother? Chúng ta là người một nhà mà, chúng ta cùng chung công ty mà. Mày có thể tháo cái lớp mặt nạ đó ra, mày tái hòa nhập với cộng đồng. Có thể vậy sao? Mày có tin tao không? Tin. Mèo gọi vậy? Cái điệp. Cái phải ai đi này? Mỹ xung quá mày hả? Mày có cái phay đi nó cứu mạng tao chứ. Ê từ con ngập á. Tở thôi. Ê, mày cởi khẩu trang ra mày không sợ nguy hiểm hả mày? Thì nếu mà tao cởi khẩu trang ra tao có hấp xì, tụi bay có khẩu trang tụi bay che hết rồi đâu có lây được đâu. Mình sống mình phải logic tí. Hay đó. Tao sẽ bắt trước.